Vâng, xin chào quý vị và các bạn quay lại với kênh Nhà Mới của Thành. Thì hôm nay Thành đang ở vị trí là thành phố Thủ Đức, nằm ở hiện tại đang đứng đây là ngay cái đường hẻm của đường số 38, đường số 38 cắt với đường Hiệp Bình thuộc phường Hiệp Bình Chánh của thành phố Thủ Đức. Thì hôm nay là được dịp di chuyển xuống quận Thủ Đức để thành phố Thủ Đức để giới thiệu cho cô chú anh chị và các bạn một cái lô đất góc hai mặt tiền nằm ở một cái hẻm rất là lớn. Và ở đây thì Thành giới thiệu vị trí trước thì nó nằm ngay một cái hẻm của đường số 38. Đường số 38 anh chị nào di chuyển đường Hiệp Bình nhiều thì anh chị sẽ biết nha. Mình chạy ra hướng này một tí sẽ gặp ngay cái đường số 38 là một đường rất là lớn. Anh chị có thể thấy là cái đường này là xe hơi đậu rất là nhiều và hai bên nó rất là rộng. Đó thì nhà cửa san sát và chúng ta sẽ có một cái lô đất góc hai mặt tiền. Và một góc hai mặt tiền hẻm và nó có tới 128m2 mọi người ha, 128m2 thuộc thành phố Thủ Đức, thuộc phường Hiệp Bình Chánh. Và ở vị trí này chúng ta di chuyển ra chợ thì tầm khoảng chưa tới 5 phút, rồi di chuyển ra Gigamon này, rồi đường Phạm Văn Đồng, rồi chúng ta ra cầu Bình Lợi cũng như về bến xe miền Đông cũng rất là gần. Hoặc chúng ta ra quốc lộ 1A và rẽ xuống đi hướng về miền Trung chẳng hạn anh chị, chúng ta di chuyển rất là dễ. Anh chị nào mua căn nhà cái lô đất này chúng ta có thể là xây được một cái villa nhỏ chẳng hạn anh chị, tại vì diện tích nó có bề ngang tới 8m và bề dài 15m. Ngang 8m và dài 16m, chúng ta có thể xây được một cái villa nhỏ ngay đây và vị trí rất là thuận lợi. Đây là một cái nơi như anh chị đã biết rồi, Thủ Đức thì đã được lên thành phố và giá trị nó rất là cao. Thì mặt đường đây và chúng ta sẽ di chuyển vào hẻm, thì cái hẻm này nó nằm thông rất là nhiều hướng luôn anh chị. Từ cái vị trí này mình di chuyển tới cái lô đất của Thành thì hiện tại cái lô đất này đang bán với một mức giá rẻ, và đặc biệt nữa là trên lô đất hiện tại đang có tới 6 căn phòng trọ. Thì khi mà chúng ta mua và chúng ta để đó, chúng ta vẫn có thêm một ít doanh thu từ cái phòng trọ của mình đó mọi người. Để chúng ta di chuyển vào ha. Và rồi thì đây là cái vị trí mà lô đất mà Thành đang muốn giới thiệu cho anh chị, một góc hai mặt tiền, đây mặt tiền đây và mặt tiền đây. Thì cái hẻm này là như chúng ta từ cái lúc mà chúng ta bắt đầu đi di chuyển vào thì nó rất là gần, rồi mình đưa ở tầm khoảng là 50m. Còn hướng này cũng vậy, chúng ta có thể ra được đường số 38 luôn mọi người ha. Nó có hai hẻm thông. Và cái vị trí của chúng ta có bề ngang ở cái mặt Thành đang đứng đây, mặt này là có bề ngang tới 8m. Thì ngay cái mép này mọi người, ngay mép này ra tới tít đầu kia. Và ở đây hiện tại là có tới 6 phòng trọ nha. Có 6 phòng trọ thì chúng ta khi mà chúng ta mua về chúng ta để đó hoặc đầu tư thì chúng ta có thể để đó và vẫn có thêm nguồn thu nhập từ những cái căn phòng trọ này đó. Rồi tiếp tục mà ở xung quanh thì nhà cửa san sát với những căn villa nhỏ cũng như là bán tạp hóa rất là nhiều ha. Bán tạp hóa rất là nhiều. Đây có một cái căn phòng trọ và phía bên kia còn nữa, mà chúng ta vẫn có thể cất rất là nhiều phòng trọ ở đây nha, tại vì diện tích rất là rộng. Rồi thì với cái mặt này thì chúng ta có chiều dài tới 16m thì nó sẽ tới ngay cái đây nha mọi người nhé. Từ đầu chỗ kia tới đây. Đó, mặt này thì cũng khá là dài ha. Mặt này là 16m. Thì với bề ngang 8m và dài 16m thì chúng ta có thể là xây một cái villa cũng như chúng ta để đầu tư cũng được mọi người. Đây là một khu đang rất là phát triển. Thì với giá bán hiện tại là 50 triệu một mét vuông thì anh chị nào mà quan tâm, gà hơi ồn mọi người nha, thì anh chị nào mà quan tâm tới cái lô đất này cũng như vị trí nhà thì Thành sẽ, anh chị có thể liên hệ cho Thành sẽ đưa số trực tiếp của chủ và chủ sẽ dẫn mình tới ngay tận này nơi này luôn mọi người ha. Thành sẽ gửi sổ trước cho mình. Anh chị nào mà quan tâm thì liên hệ cho Thành qua số hotline cũng như nhấn đăng ký kênh ủng hộ cho Thành nha. Mà xin chào và hẹn gặp lại ạ.